gia đình nhỏ có tiền ăn phở, xong bây giờ gia đình nhỏ có tiền sẽ đi về khách sạn mua nữ trang hả Liên? Không, bắt không tiền tiếp. Dạ theo người có lương mà, đúng là con gái à, mỹ phẩm cũng thích, vàng bạc đa quý cũng thích. Ờ cái này thương mày ta đừng dễ thương đứa con đi. Dạ hiện tại thì gia đình nhỏ có tiền vừa đến khách sạn và đã lấy phòng rồi. À, tiền ở tầng 5, phòng 508. Thì cái phòng rất là rộng luôn, một ngày 87 euro. Cả nhà mình thấy phòng rất là rộng lớn. À, từ 3 đến 4 người ngủ cái phòng này. À, thật sự cái này mà ngủ một chục người cũng đủ luôn á cả nhà. Chứ đừng có nói 4 người. Tại vì cái phòng quá trời rộng luôn cả nhà mình thấy nè. Cháu Linh đứng đằng kia. Nè cháu Linh ở đây. Đó cả nhà mình thấy nhà tắm nè. Wow. Đi đến đâu thì hay quay ở bên trong cho cả nhà mình xem, để có gì cả nhà mình đến đi chơi á, cả nhà mình mướn hotel nó tiện. Từ cái hotel này mà đi ra ngoài phố An Lê Bình chỉ có 2 cây 7 số thôi, rất là tiện đường đi luôn. Thì có cái bồn tắm ngầm nè, rồi có đầy đủ hết. Trong đây là cho trên giấy để là từ 3 đến 4 người, 2 cái giường đôi. À, ông xã dưới người cháu Liên này kia. Nó tiện hai của con và đằng kia kìa là xa lắm á. À, Tiền thích nhất một cái là cái phòng của Tiền á, nó nằm ở ngoài cái phía cửa kính. Mình nhìn ở ngoài phía đậu xe rất là đẹp luôn. Nhưng mà có cái là trên đây không có tủ lạnh. Ở dưới họ có bán đồ nên họ không có để tủ lạnh cho mình. Thì mình đứng đây nè, mình nhìn xuống dưới đường lô xe kìa. Xe Tiền vẫn còn đang đậu dưới đó đó. Bây giờ ở nơi đây thì không có cái ba kia để cho mình đậu xe, mà họ đưa cho mình một cái thẻ, mình đến một cái hầm mình đậu xong rồi được cố tinh, tất nhiên là được hạ 25%. Wow. Một ngày 87 euro nằm ở trung tâm Albert Bình luôn. Có 2 cái tủ đựng quần áo rất là lớn. Có tivi treo lên đây nhưng mà có cái không có máy lạnh nha cả nhà. Nếu mà mình có đi mà mùa nóng mình nhớ đem quạt máy theo. Mà hơn ông xã thì đem cái quạt máy. Nếu mình đứng ở đây mình thấy ở dưới này nè. Đó là cái tên của hotel đó. Thấy lộ xe dưới kia. Century á, là cái khách sạn Tiền ở nè. Đó, ngay đó. Thì khi mà Tiền đến đây, Tiền vào phòng xong xuôi hết, Tiền đi đậu xe, thì Tiền mới phát hiện một cái điều cũng lạ. Là bên phía tay phải của Tiền bên đây là hết chân từ cái khu đó, từ cái tầng nhà này nè, chạy dài hết đây. Đây là một cái ga xe lửa lớn ở Anvers Bình. Thì từ Hà Lan hoặc là từ các nước khác mà mình muốn đến Anvers Bình thì cái ga xe lửa này là mình xuống đây. Mình muốn mướn khách sạn á, để cho tiện đi phố, đi mua sắm á, thì mướn cái khách sạn này cũng rất là tiện. Một cái phòng là 87 euro một ngày. Thì một cái hay nữa đó là Tiền cũng không ngờ luôn, là khi mà Tiền xuống khách sạn, Tiền nhìn á, cặp khách sạn luôn. Từ đây một cái dãy này, các cửa này đóng hết nè, cả nhà mình thấy nè, dài đến tít đằng kia luôn, là cái khu bán kim cương, vàng bạc đá quý ở tại đây. Tiền cũng không ngờ luôn á, thật sự lúc mà mướn khách sạn thì đâu có nghĩ, thì đâu có biết đâu. Nhưng mà đến đây thì mới thấy là cái khu này là cái khu bán kim cương, mà ở Anvers Bình nổi tiếng là kim cương, rất là nổi tiếng trên thế giới luôn. Thì sáng mai á, để Tiền xem sáng mai. À, Sơn Đạt họ cũng open luôn nè. Bữa nay Sơn Đạt open, Sa Tà Đạt đóng. Thì để sáng mai á, Tiền sẽ thức dậy rồi xong rồi Tiền đi một cái dãy này nè, Tiền quay cho cả nhà mình xem hột sòn bên này bán như thế nào nha. Tiền không có tiền mua đâu, nhưng mà Tiền sẽ quay cho cả nhà mình xem. Bây giờ cả nhà Tiền đi ngủ, Tiền hẹn lại cả nhà mình ngày mai nhé. Đâu bây giờ khách sạn có Tiền nè. Tiền xin chào ngày mới cả nhà mình. Tiền xin chúc cho cả nhà mình luôn có nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Buổi sáng hôm nay là sáng thứ hai, Tiền ở cái phố Albert Bình này nè. Cháu Linh bốc cái khách sạn tên này nè, nằm ở trung tâm phố Albert Bình luôn. Cách cái quán phở hồi hôm Tiền ăn á, chỉ có 2 cây 7 số thôi, cũng rất là tiện. Mà quán phở thì Tiền ăn cũng được lắm, có phở rồi rất là nhiều món. Ngày hôm Tiền quay ở trong cái menu á. Thì cái phòng khách sạn Tiền mướn này á, là một ngày 87 euro. Mà khi mà buổi sáng mình thức dậy mình nhìn nó ngắm ra ngoài phía bên ngoài nè, rất là đẹp luôn. Có một cái tòa nhà này theo Tiền đoán là nhà thờ.
theo thì nghĩ là cái nhà thờ hay là cái tòa nhà gì đó thì cũng không biết, mà rất là đẹp. Tuyền trả khách sạn rồi, bây giờ và gia đình Tuyền sẽ đi chơi một vòng nữa. Thì ở đây á, mình Tuyền quay sơ sơ cho cả nhà mình xem nha. Chào các bạn, chung cư nhiều lắm, hồ sơ đầy đủ hết. Ông xã đi mua hồ sàn cho vợ hả? Chưa là có tiền. Đây là hồ sơ nè, cái khu này là bán tất cả là hồ sơ hết ở nơi đây. Để Tuyền xem coi chứ không biết có một camera không. Wow, cả nhà mình thấy nè, quá trời đẹp luôn. Lấp lánh luôn cả nhà. Hết trơn cái con đường này nha, từ đây nè, Tuyền đứng ở đây nha, đi dài thẳng lên đằng đó là toàn bộ bán kim cương hộp sòn không đó. Cả nhà mình thấy quá trời luôn, vàng bạc kim cương hộp sòn đá quý, quá đẹp luôn. Đây kế bên cũng một cái gian hàng nữa này, rất là nhiều luôn, quá đẹp. Giá thì nhìn thì khó biết quá. Wow, có nhiều chiếc nhẫn nó quá đẹp luôn. 18k nè. Bao nhiêu không phải mili thì tiền không rành mấy này đâu, tiền chỉ quay sơ sơ cho cả nhà mình xem ngắm thôi nhé. Wow, quá đẹp luôn nè. Chiếc bồn này cũng đẹp nữa nè. Wow, đây là 1.51 cara, đây là 2 cara, quá đẹp luôn. Bây giờ thì cả nhà mình tạm chia tay cái khu hộp sòn này. Bây giờ Tiền sẽ đưa cả nhà mình đi đến tham quan một cái nơi đây cũng rất là đẹp. Có thể là Tiền sẽ ghé vào phố Albert Bình một tí xíu. Sau đó Tiền sẽ đến một cái hang động rất là đẹp mà chưa bao giờ Tiền đặt chân đến. Đây là lần đầu tiên. Thì Tiền sẽ quay cho cả nhà mình xem nhé. Bây giờ mình tạm chia tay cái khu này. Tiền quay tí xíu cho cả nhà mình xem. Bữa nay thì Tiền để cho cháu Linh ngồi trước hưởng thụ với bố cùng với Mê Linh nè. Trong phố Amsterdam ở bạch trong phố Albert Bình á, trong phố Albert Bình thì thấy rất là nhỏ mà cũng hơi nguy hiểm, cái là xe điện và xe hơi chạy chung đường với nhau luôn á. Cái này mà ta lái yếu mà như Tiền á thì chắc Tiền không dám lái đâu. Biết Berlin này dám lái không biết. Buổi sáng hôm nay ở bên Albert Bình này là ngày hôm nay được 33 độ á. Thân kính các cô, ông bà, cô bác. Ông bà, cô bác. Hôm nay một trời đẹp. Một ngày trời đẹp. Xin chúc ông bà, cô bác được một ngày đẹp như cái ngày hôm nay. Yên vui hạnh phúc thì ngày mới. Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ hai gia đình nhỏ của Tiền Viện với Berlin đi qua Amsterdam còn một lần nữa, đi đến cái trung tâm của Amsterdam để đi mua ít đồ, xong rồi chút xíu đi đến cái chỗ mà cái hang động, xong rồi tối về xin mời cả đại gia đình mình đi cho vui. Dạ. Tiền xin chào buổi sáng cả nhà mình, Tiền xin chúc cho cả nhà mình luôn có thật nhiều sức khỏe.
vui vẻ, hạnh phúc và luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Buổi sáng hôm nay gia đình Tuyền trở lại An Bình Bình. Hồi tối hôm qua thì gia đình Tuyền đi phở ở quán phở Sáu Mươi, cũng tại trung tâm An Bình Bình luôn. Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì đi dạo một vòng nữa ở phố buổi sáng, quay cảnh rõ hơn cho cả nhà mình xem. Tại vì tối qua Tuyền đến là 10 giờ tối rồi, thành ra là quay không được đẹp lắm. Cái ông kia ông làm gì nó ồn quá. Hiện tại thì nhà Tuyền đậu cái parking ở dưới hầm này nè, đậu xe dưới cái hầm này một tiếng là 3 đồng, chứ ở bên ngoài phía trên thì không có chỗ đậu xe, khó lắm. Bây giờ gia đình nhỏ của Tuyền tiến thẳng vào trong phố, Tuyền sẽ quay vài cảnh đẹp ở nơi đây cho cả nhà mình xem nhé. Bây giờ Tuyền mời cả nhà cùng đi tham quan phố An Bình ở nước Bỉ với gia đình Tuyền. Cũng rất là đẹp. Thì thấy phố An Bình này cũng rất là cổ kính, rất là đẹp. Mà khách du lịch đến đây tham quan cũng đông lắm đó cả nhà. Đây là cái quảng trường này, hồi tối gia đình Tuyền cũng đi ngang đây nè. Hình như họ đang dựng lên, họ làm cái gì ở đây không biết. Có lễ hội gì ở đây. Lo hiện tại là nắng tối chang luôn á. Cả nhà mình thấy là rất là đông khách du lịch, họ đang đứng ở bên kia. Một buổi sáng hôm nay trời nắng lắm luôn rồi, Tuyền vẽ cái môi hơi đỏ đỏ. À, hồi hôm mình ăn phở ở đây. Hồi hôm gia đình Tuyền ăn phở ở đây nè. Còn thì ban đêm với ban ngày nó hơi khác, thật ra là Tuyền thấy hơi lạ. Wow, 2 ngày Tuyền đến Bỉ, thời tiết rất là đẹp luôn. Chứ còn nhiều lúc Tuyền đi Tuyền thấy là trời xấu hơi nhiều. Hiện tại là 11 giờ 20 phút sáng. Ở đây có một cái ngôi nhà thờ rất là đẹp luôn. Có nhiều tiệm á, đầu tuần vẫn còn đóng cửa, chưa mở cửa. Dạ, cô cảm ơn cháu. Đây là tiền kêu con một trái dừa nè, dừa lắm. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu. Buổi sáng hôm nay trời rất là mát mẻ. Tuyền trở lại cái quán Việt Nam của cái chị người Việt Nam nằm ở cái quán nằm ở tại trung tâm phố An Bình. Buổi sáng thứ hai này rất là yên tĩnh luôn cả nhà. Có nhiều quán vẫn còn chưa mở cửa, nhưng mà hên là Tuyền đến đây thì quán cũng vừa mở cửa luôn, sắp sửa mở cửa. Thì ông xã Tuyền kêu thêm một tô phở nè. Tô phở này là 14,50 đồng mà cũng to giống như là tô phở ở bên phở Bơm ở bên Pháp á, mà Tuyền thấy rất là hấp dẫn. Và tối hôm qua Tuyền có quay cái tô phở cho cả nhà mình xem, nhưng mà lúc đó thì 10 giờ tối rồi,
thì nó không có rõ lắm. Thành ra là sáng nay ông xã đang tiếp tục ăn phở, rồi đang quay thêm cho cả nhà mình xem. Có cái đĩa đựng, có cái mâm đựng rau này rất là dễ thương luôn. Tiền với bé Linh đó thì ăn cơm gà, thành ra là có cái dưa chua này để ăn cơm gà. Xin mời cả nhà. Dạ chú ông xã ăn ngon. Rồi xin. Nha, chào chị. Con ghim, con ghim phở. Tiền mà cháu Linh đó là kêu hai cái tô cơm gà. Tiền thấy rất là hấp dẫn luôn nè. Hình như là gà kho. Những cái tô rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Cháu Linh, của cháu Linh cũng vậy luôn. Có nước chấm rồi có dưa chua. Có một cái tô dưa chua ở đây luôn. Rồi bé Linh. Dạ, con xin mời cả nhà ăn nhé con. Dạ, mẹ chúc Linh ăn ngon nhé. Cảm ơn. Wow, cái tô này hấp dẫn lắm. Sao lần thứ hai ăn phở ông xã này sao? Sáng nay ăn rồi. Dạ, sáng nay rất là yên tĩnh. Thường sáng thứ hai ở bên châu Âu này nè cả nhà, là bà con mở cửa tiệm trễ lắm. Cái tô cơm này rất là hấp dẫn luôn. Mấy ngày nay thì không có ăn cơm, bây giờ thì mời cả nhà mình ăn cơm nhé. Ở bên châu Âu này mà rùi dễ sợ luôn cả nhà. Thịt rất là nhiều luôn. Một cái tô cơm này hình như là 15 đồng hả Liên? 14 đồng rưỡi. Dạ, một cái tô cơm này là 14 đồng rưỡi. Nếu như cả nhà mình đến phố Albert Bình chơi, thèm đồ Việt Nam, đến quán phở 61 nằm tại trung tâm phố Albert Bình thì sẽ có rất là nhiều món châu Á đây. Ừ. Ngon. Sáng mà mình ăn một cái tô cơm này nè, là mình đi chơi nhiều khi cả ngày không đói luôn á. Tại vì cái tô cơm chị làm cũng rất là to. Thịt gà kho, rồi dưa chua, rồi dưa leo, ăn ngon, mình thấy ngon. Tại vì á, thường ngộ nha, mình thấy á, ở nhà mình thường ăn phở nè, ăn cơm, ăn rất là nhiều món. Nhưng mà khi bước chân ra đường chơi á, mình vẫn còn thèm đồ Việt Nam. Cứ bắt buộc là phải đi tìm quán Việt Nam đấy. Tại vì á, cả nhà mình biết sao không? Sáng sớm mà ăn đồ Tây á, mình nuốt không nổi, nó khô gan à. Nếu mà chiều chiều tới tối thì ăn được. Bây giờ á, Tiền và gia đình tiếp tục ăn. Thì Tiền xin tạm ngưng video ở đây. Ăn xong gia đình nhỏ của Tiền sẽ đưa đại gia đình mình đi tham quan cái hang động ở bên Bỉ này nhé. Tiền xin tạm chia tay cả nhà. Tiền hẹn lại cả nhà mình buổi trưa hôm nay nhé. Xin chào. Con thương. Hồi nãy gia đình Tiền ăn phở đằng kia đó, bây giờ gia đình Tiền đang đi ngược về đây để mà đi đến cái chỗ mà Tiền đậu xe đó, rồi lấy xe rồi đi chơi tiếp. Bây giờ gia đình nhỏ của Tiền đang rời phố Albert Bình để mà đến cái hang động mà mình tham quan. Thì từ phố Albert Bình đó, đến cái nơi mà mình tham quan hang động đó, là cách 155 km. Nãy giờ thì ông xã Tiền lái được 1 km rồi, thành ra còn 154 km. Đây đến đó mình lái là 1 tiếng 32 phút. Gia đình Tiền vừa đổ xăng ở Albert Bình xong thì bây giờ gia đình nhỏ của Tiền tiến thẳng về cái nơi mà tham quan cái hang động á, là còn 152 km nữa. Mà ngoài xa lộ hôm nay thì thấy rất là kẹt xe luôn. Ngày thứ hai thành ra là Tiền thấy rất là nhiều xe. Bên phía tay trái của Tiền là rất là nhiều xe tải luôn. Hiện tại thì xe của gia đình nhỏ Tiền đang xuống dốc này. Đi qua đây thì mình thấy dốc rất là nhiều. Nếu mà từ Hà Lan mà tỉnh Warren của Tiền ở đó mà đến nơi đây là 359 km. Mình chạy về hướng Brussels.
rất là hiếu kỳ á. Hôm trước thì thấy có chị bạn chỉ đi đến đây nè, chỉ chụp hình đẹp lắm. Tuyền thấy giống như là trong cái động thiên cung ở ngoài Vịnh Hạ Long á, thành ra là Tuyền cũng hơi tò mò muốn đến xem nó coi ở nơi đây nó như thế nào, đẹp ra làm sao, để quay hình lại cho cả nhà mình xem. Thành ra là ông xã Tuyền vui lòng chở Tuyền và Berlin đi 359 km đến đây.